mình xin chia sẻ về cái phần tăng huyết áp này. Thì tăng huyết áp và thuốc điều trị biên soạn do bác sĩ Phạm Ngọc Điệp và biên tập của Trần Quốc Quang. Như thế thì thế nào là tăng huyết áp? Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu lớn hơn 140 mm thì ngưng. Đấy, đó là huyết áp tối đa. Hoặc là huyết áp tâm trương nó lớn hơn 90 mm thì ngưng. Huyết áp tối thiểu. Vậy thì tăng huyết áp, tăng huyết áp vô căn, tức là tăng huyết áp không tìm được nguyên nhân, chiếm đến 80-85%. Tăng huyết áp thứ phát tức là do thận, do tim mạch hoặc là do thuốc. Tăng huyết áp đặc biệt tức là tăng huyết áp bệnh nhân ở tiền đường, tăng huyết áp bệnh nhân có thận, có bệnh thận, tăng huyết áp ở phụ nữ có thai, tăng huyết áp ở tâm thu người cao tuổi, tăng huyết áp ở người trẻ, tăng huyết áp kháng trị. Như vậy thì việc tăng huyết áp tức là phân độ huyết áp theo GNC 6 hoặc là 7 khuyến cáo của hội tim mạch. Đối với huyết áp tối ưu tức là huyết áp tâm thu nó phải bé hơn 120. Đối với tâm trương thì nó phải bé hơn 80. Đối với huyết áp bình thường thì nó phải bé hơn 130. Đấy. Đối với tâm trương thì nó phải bé hơn 85. Huyết áp bình thường cao thì nó nằm trong, đối với tâm thu thì nó nằm khoảng 130-139. Tâm trương thì nó nằm trong khoảng 85-89. Và bốn chỉ số còn lại thì các bạn tự đọc. Việc tăng huyết áp ta điều trị như thế nào? Tức là để điều trị nó thì người ta còn phải không dùng thuốc. Tức là nếu mà không dùng thuốc thì phải thay đổi lối sống, làm giảm huyết áp và nguy cơ bệnh tim mạch, tức là làm giảm cân nặng đi. Duy trì BMI từ 18,5 cho đến 22,9kg trên mét vuông. Hạn chế ăn mặn, tức là ăn bé hơn 6g muối hoặc là một thìa cà phê muối vào trong một ngày. Tăng cường vận động thể lực đều đặn vào khoảng 30-60 phút trên một ngày. Ăn nhiều rau quả, hạn chế bia rượu và các chất kích thích. Tránh tăng cường nhiều các chất cholesterol, axit béo no. Vậy thì điều trị như thế nào? Đó là ta loại bỏ các điều trị tích cực nguyên nhân gây tăng huyết áp, điều trị bằng thuốc. Nguyên tắc là dùng một loại thuốc quen thuộc, dùng liều nhỏ khởi đầu, sau khi tăng liều cho đến đạt hiệu quả huyết áp, dùng phối hợp nhiều loại thuốc hạ áp trong tăng huyết áp cấp cứu và nặng và ác tính. Vậy thì huyết áp mục tiêu của chúng ta là 140-90 mg, tức là nó phải bé. Đây, huyết áp là nó phải, huyết áp mục tiêu của chúng ta là phải bé hơn 130-80 mg thì ngưng. Mili thì ngưng. Và nếu có đái tháo đường hoặc là bệnh nhân thận mãn tính, việc mà tăng huyết áp thì là các nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp theo danh mục của Domeco, tức là nhóm ức chế chuyển, bao gồm các chất sau đây. Các bạn nhìn vào các bạn tự ghi nhớ nhé, mình đọc nó rất là mệt. Cái phần này nó nhiều mà lại không phải ở thuộc chuyên ngành của mình. Đấy thì các nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp trong danh mục của nó còn có nhóm chọn beta giao cảm, tên các hoạt chất cơ bản và tên của biệt dược nữa. Bao gồm có nhóm chặn thần canxi, nhóm ức chế thần kinh trung ương liệt giao cảm. Nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp tiếp theo đó là nhóm lợi tiểu, phối hợp làm tăng tác dụng hạ áp. Và nhóm ức chế men chuyển. Việc tăng huyết áp cộng suy tim, sung huyết, bệnh thận, đái tháo đường, ghi chú là có thể làm tăng kali huyết trong trường hợp bổ sung kali, tác dụng phụ có thể gây phù mạch, ho khan kéo dài. À,
nhóm dạng cụ thể. Đấy, điều trị cụ thể sau đây. Tác dụng điều trị cụ thể. À, tác dụng điều trị cụ thể của nhóm lợi tiểu. Nhóm phối hợp làm tăng tác dụng hạ áp. Như vậy ta có thể tóm tắt lại bao gồm có bốn nhóm, đó là nhóm tăng huyết áp cộng suy tim cộng đái tháo đường thì ta sử dụng ở một nhóm khác, nhóm tăng huyết áp đau thắt ngực suy tim thì ta chọn nhóm khác, nhóm tăng huyết áp có phụ nữ có thai thì ta chọn nhóm nhóm ức chế thần kinh trung ương liệt giao cảm, nhóm tăng huyết áp vô căng thì có thể chọn nhóm ức chế thủ thể hoặc là nhóm phối hợp tăng dùng hạ áp. Các bạn nhìn tự đọc tự ghi chép vào. Rồi, thì phối hợp thuốc dựa trên cơ chế tác dụng sinh lý, đó là nhìn chung thì thuốc giảm qua ba cơ chế, đó là giảm thể tích tức là giảm lợi tiểu, nó giảm tần số tim tức là chạm beta, chạm kênh calcium, giảm kháng lực ngoại biên tức là giãn mạch và ức chế hở renin, angiotensin tức là ức chế men, ức chế thủ thể, phối hợp thuốc trong việc điều trị tăng huyết áp. Ta có cái sơ đồ như sau mà các bạn phải nhớ học thuộc kỹ cái sơ đồ này. Bao gồm có các thành phần chạm alpha, chạm beta, CCC, ADB, vân vân. ADB tức là chạm thủ thể, aginotacin, CCC tức là chạm kênh canxi, canxi. Phối hợp thuốc thì dùng thuốc lợi nhóm lợi tiểu cộng tacit cộng với ACEI. ACEI cộng với CCC phối hợp thuốc thì có thể lợi tiểu axit cộng ACEI cộng với CCC. Đấy, và việc ta phải biết phối hợp giữa tamisetan và alobilibin để đạt hiệu quả cao trong bệnh nhân, điều trị bệnh nhân tăng huyết áp đái tháo đường type 2, béo phì hoặc là người lớn tuổi tăng huyết áp tâm thu đơn độc, vân vân. Các bạn chép cụ thể vào cái sơ đồ này vào cái bài học của mình á, và vở mình á. Rồi, ta chuyển sang phần khác. Nhóm chạm kênh canxi thì ta có thể alodipin 5 mg, tức là hộp vị 10 viên dạng bào chế là viên nang liều lượng là 2 đến 10 mg trên một lần mỗi ngày, giá nó 17.000. Nhóm thứ hai là nhóm ức chế kênh men chuyển, nhóm này thì ta đã biết rồi, hộp vị là 10 viên và hộp vị dạng bào chế là viên nén liều lượng là 5 đến 100 mg, giá 43.000. Đây là nhóm ức chế men chuyển. Nhóm ức chế men chuyển tiếp theo đó là amidabi hydrochori, tức là vị 10 viên dạng bào chế là viên nén, giá 162.000 đồng. Còn captopril thì giá là 33.000 đồng.
Dạ, cũng viên nén luôn. Nó có chơi mang thiền tiếp theo, các bạn chép vào nhé. Rồi, tiếp theo là nhóm ức chế thụ thể adenosine. Nhóm ức chế thụ thể angiotensin. Nhóm chặn beta. Nhóm tác động lên giao cảm thần kinh trung ương. Nhóm lợi tiểu. Nhóm thuốc phối hợp lực cộng lợi tiểu. Ta qua phần cuối cùng là nhóm thuốc phối hợp cộng lợi tiểu này. À, còn một phần nữa là nhóm chặn beta cộng lợi tiểu đấy. Rồi, ok. À, ở phần cuối ta có phần câu hỏi thì tăng huyết áp khi thế nào? Tăng huyết áp à, tâm thu đơn độc khi nguyên tắc điều trị tăng huyết áp là dùng loại thuốc quen thuộc, dùng liều lớn khởi đầu sau đó giảm liều để đạt hiệu quả cao khi mà kiểm soát huyết áp. Huyết áp mục tiêu là bao nhiêu? Sản phẩm để điều trị huyết áp sau đây thuộc nhóm ức chế men kiểm. Rồi, kết thúc cái tài liệu mà về huyết áp, thuốc chữa huyết áp tại đây. Và thông qua cái này thì chúng ta phải nhớ nắm được thế nào là tăng huyết áp, những loại thuốc để chữa trị, và nhớ là phải làm cái bài tập ở phía sau này để nắm được những cái gì mà tóm tắt lại những gì mà mình đã